안녕하세요, 꿀팀의 스카입니다. 여러분, 오늘은 베트남 축구 경기가 있어서 오늘 응원하러 왔어요. 그럼 같이 한번 가보실까요? trong danh sách của hai đội dự thi trận này thì mỗi bên cạnh đó là Công Phương giai đoạn trước đây là trận đấu 6-3 ở trong vòng như thế nào cắm như vậy là trận đấu giữa hai đội tuyển Thái Lan và Việt Nam trong khuôn khổ Kings Cup 2019 đã bắt đầu. Ở hiệp 1 của trận đấu thì đội chủ nhà Thái Lan trong những chiếc áo màu vàng ở phần sân phía tay phải của các bạn. Đó là thủ môn Gawin. Tiếp theo là tiền vệ Titiban và đội trưởng Thiraton. Hậu vệ Soi Man Thong Song đặt tiền cho câu lạc bộ Suphanburi. Một trận đấu mà Thái Lan gọi là chơi không thành công vì Malaysia loại ở vòng bảng. Với những tình huống cố định như thế này, đội tuyển Việt Nam có một quả treo bóng không chết phía bên các mặt của anh Đức và Đào Văn Hậu, những cầu thủ cao lớn và có khả năng chơi hướng thứ hai, mọi chuyện có thể sẽ trở nên khó khăn hơn, phức tạp hơn với các đối thủ của đội tuyển Việt Nam. Cùng với một phương án phải đưa xuống cho trọng đoàn căng ngang. Hoàng Hải có bóng. Văn Toàn, cú nhà bóng vừa rồi là của anh Đức. Chuyển bóng một tí cho anh Đức. Bên phải là con này. Hùng Dũng. Thế nhận bóng của Hùng Dũng hơi đuối một chút. Và tranh chấp vừa rồi là Việt Nam đã bị đâu. Xem lại pha áp sát rất chủ động. Đó là tình huống mà Cao Huy luôn chuyển liên tục. Ở một vài năm gần đây thì luôn là đó là lỗi của Pansa. Pansa cao đến 1m90. Chiều đầu tốt nhất của đội Việt Nam đều có mặt ở bên trên. Dù bây giờ đã phát
vì khả năng tỷ lệ đặt sang bên trái. Ngày hôm nay khi mà cả Đa lẫn Alisak đều không đá chính, Sua Chai chơi ở vị trí tiền đạo cắm. Chấn thương. Khi tối nay khỏi, Hiếu Phan Xô lập tức gọi Trần Anh vào đội tuyển để lần đầu vào phim. Sau đây 2 ngày được tạo ra bởi Chima Chai Chai đấy. Sau cả Thái Lan. Văn Toàn đột phá. Dứt điểm. Đá không thật sự đầy đủ lực của Văn Toàn. Thì cũng có phần hốt hoảng của Su Phan Song Song. Tiếp tục là Văn Toàn. Hướng can thiệp hợp lý của Duy Mạnh. Tiếp tục là cầu thủ Việt Nam. Cú vẩy má ngoài chân trái của Quang Hải. Và như vậy là trọng tài Nhật Bản ông Ida Junpei đã nổi còi. Hôm nay Việt Nam 이기면 친구가 50만 원 주기로 했대. 아, 그래? 그래서 자기 지금 엄청 막 응원하고 있대요. 그렇지.
có ý tưởng không rồi của đội áo đỏ. Không được. Chú bị bụng gì là truyền bóng nào đó anh Đức. Quả đá phạt của sân trường. Thái Lan đã có nhiều cố gắng, rất nhiều nỗ lực trong trận đấu này, nhưng họ đội tuyển Việt Nam đã có được kết quả thuận lợi trận đấu này khi mà thời gian còn lại quá ít và tiếng còi mãn cuộc đã cất lên 1-0 như về phía đội tuyển Việt Nam. Trận đấu mà người Thái rất mong chờ, rất muốn tổ chức, rất muốn có. Việt Nam là đương kim vô địch của Đông Nam Á, đã có lời khẳng định xứng đáng.